Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì trong quá trình sử dụng chiếc máy Rin 4012 PL1+, nếu như mọi người in ấn mà thấy cái bản in của mình ra nó không được sắc nét, không được đủ cái độ đậm mà mình mong muốn, thì hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách để mình có thể là tăng cái nhiệt độ in hay là điều chỉnh cái độ đậm nhạt của cái dòng máy Rin 4012 này nhé. Thì em sẽ in thử một cái bản in cho mọi người xem ha. Nếu như mọi người in một cái bản in ra, mọi người thấy chắc được con tem này nó rất là mờ, mọi người muốn tăng cái độ đậm này lên để cho rõ phù hợp và nó đẹp hơn ha. Hoặc là nếu như mọi người in ra một con tem mà nó bị nhòe quá thì mọi người muốn giảm cái độ đậm nó xuống thì em sẽ hướng dẫn mọi người ha. Thì mọi người hãy thực hiện theo các bước nha. Thì ban đầu màn hình nó sẽ đang hiển thị ready nhá, đây mọi người có thể thấy ready. Sau đó thì mọi người sẽ nhấn cái nút power đây, nhấn power để cho màn hình quay trở về power ha. Sau đó mọi người nhấn đồng thời giúp em hai nút, đó là nút menu và nút power. Đây mọi người nha, hai nút menu và nút power ngay chỗ thông số density ở đây, nó sẽ dao động trên khoảng là 15 đến âm 15. Thì mọi người để mọi người nếu mà muốn mọi người đẩm lên thì mọi người tăng cái thông số này lên, thì đang âm 10 thì mọi người tăng lên ha. Hoặc nếu như mọi người muốn giảm cho nó nhạt xuống thì mọi người giảm xuống ha. Để tăng lên thì mọi người nhấn nút fit để tăng lên giúp em ha. Còn để giảm xuống thì mọi người nhấn nút bao để nó giảm cái thông số này xuống. Hiện tại em thấy nó đang bị mờ nên em muốn nó là tăng nó lên. Đây thì mọi người có thể là tăng từ lên tới cái mức nào mà mọi người thấy nó vừa đáp ứng vừa đủ thì mọi người dừng lại ha. Nếu mà thiếu muốn tăng nữa thì mọi người cứ tăng ha. Sau khi mà mọi người tăng giảm đến cái mức phù hợp xong thì mọi người nhấn giúp em hai nút, đó là nút enter và nút power để nó quay lại cái màn hình ban đầu và mình tiến hành bấm cái là in ha. Đây em sẽ tiến hành in thử cho mọi người ba con ha. Đây mọi người có thể thấy cái nhiệt độ, cái độ đậm của nó đã đậm hơn hẳn so với cái thông số ban đầu. Nếu như mọi người thấy cái thông số này đã vừa thì mình không cần điều chỉnh nữa. Còn nếu như mọi người muốn tăng đậm hơn nữa thì mọi người cứ tăng đậm lên giúp em ha. Theo như cái bước mà em đã hướng dẫn, nếu mọi người cứ tăng lên cứ mức vừa phải thôi nhé, đừng có tăng maximum quá thì nó sẽ bị nhòe con tem và nó ảnh hưởng tới cái tuổi thọ của cái đầu in này ha. Thì hy vọng cái hướng dẫn của em có thể hỗ trợ được mọi người trong quá trình in ấn để tạo ra được cái con tem có thể sắc nét nhất, đẹp nhất. Nếu mọi người cần hỗ trợ hoặc là có bất kỳ gì vấn đề gì thì mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Thì nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.